Anh không giết ai hết. Anh không phải là người giết cô gái đó. Vậy thì ai? Vậy thì ai vào đây nữa? Em tin anh đi, anh không hại cô gái đó. Tại sao mày lại bao che tội phạm? Bao che tội phạm là có tội đó, là ở tù đó. Không, tao không thể tố cáo anh Sơn được. Anh không phải là kẻ máu lạnh. Ra tay độc ác, cướp của, giết người là bọn máu lạnh. Mày không thể nào dung tha. Mày mất trí rồi hả? Nhưng mà anh Sơn đã cứu tao 2 lần. Không, 3 lần mới đúng. Nhưng mà bây giờ anh Sơn của mày đã trở thành ác quỷ rồi. Đổi lớp người hiền lành, giết người không gớm tay. Tao tin anh Sơn không phải là kẻ giết người. Nhìn vào mắt của ảnh, tao biết là ảnh không có giết người. Vậy thì ai giết cô gái đó? Có thể là một người nào đó. Tao tin ảnh. Trước mặt tao, ảnh rất hiền và rất là đáng thương. Mày đã yêu nhầm tên máu lạnh rồi Thu à. Y chang phim ác quỷ Dracula. Ban đêm chúng mới hiện hình. Tỉnh táo lại đi Thu. Mày là một nhà báo, mày phải kiên quyết đấu tranh với lại cái xấu, phanh phui những việc làm xấu. Không thể bao che tội phạm. Tao không thể. Tao khổ tâm lắm rồi. Tao không thể nhìn anh ấy vô tù được. Nhưng như vậy, mày đang tiếp tay cho những kẻ máu lạnh, lộng hành giết người vô tội. Chúng phải bị pháp luật trừng trị. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để cứu anh Sơn sao? Tao không muốn nhìn thấy anh vô tù. Vô tù là tử hình đó. Không, không, tao không thể nào đành lòng được. Không, không, không thể nào như vậy được. Bây giờ mình phải làm sao? Ông Thu. Thu à, ba má này con. Con có sao không vậy? Có chuyện gì không con? Dạ má hả? Ừ. Dạ không có gì. Ừ, sao má nghe tiếng con ở trỏng mà? Con ngủ con bị mớ thôi à. Ừ. Con à, con có đói bụng không? Ba có đem bánh ếch bánh tét lên cho con ăn đó. Xuống ăn đi con. Dạ dạ con biết rồi má. Ông biết nó có chuyện gì không ông? Biết đâu. Ông à, con Thu nó sao vậy? Tôi lo quá. Alo. Dạ, con chào bác. Con nghe nè bác. Bác nằm có chuyện này muốn nhờ con một chút. Dạ được, bác cứ nói à. Nè Thu, sao mày im lặng hoài vậy? Từ hôm qua tới giờ luôn á, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ mày với anh Sơn? Không có gì đâu. Mày đừng có nói tới anh Sơn ở đây nữa. Nè, có gì thì mày nói cho tao biết đi. Đừng có giấu tao. Mày làm như vậy là tao lo lắm biết không? Không có gì đâu, suy nghĩ lung tung quá. Nhìn bộ dạng của mày kìa, ai mà biết mày đang che giấu chuyện gì chứ. Đối với tao bây giờ, bài báo cáo tốt nghiệp là trên hết. Ngoài ra không có chuyện gì khác. Mày đừng có tò mò nữa được không? Nhưng mà Thu. Thu. Ừ. Chào anh. Anh chờ em nãy giờ á. Ừ, hoa kìa. À, cổng trướng hả anh? À, phải rồi. Dạ, dạ, nhà em ở Đà Lạt. Dạ, trồng hoa nhiều lắm, trồng hoa cổng trướng nữa. Đẹp hơn cái này nhiều. À. Thiệt. À, hình như có cái gì sai sai ở đây á. À, dạ thôi em đi trước. À, không có làm kỳ đà 2 người nữa. Đi nha. Ừ. Bạn em vui tính quá. À, anh tặng cho em nè. Sao lại tặng hoa cho em? Có lý do gì hả? Thì em cứ nhận đi, chứ không lẽ em để cho anh cầm hoài.
đi uống cà phê với anh nha. Mình đi em. Tặng em bó hoa cẩm chướng này, hy vọng là tinh thần em sẽ thoải mái, không có căng thẳng, lo âu, buồn phiền nữa ha. Sao anh biết em đang căng thẳng và lo lắng? Ai quan tâm em, nhìn vô mắt em là cũng thấy hết. Hình như là em khóc rất là nhiều đúng không? Có chuyện gì buồn nói cho anh biết đi. Anh sẵn sàng chia sẻ với em mà. Anh đoán sai rồi. Hôm qua bụi bay vô mắt cho nên em bị đau mắt vậy thôi. Với lại em ngủ không được. Thôi, em đừng có giấu anh. Nhìn em á là anh biết em đang có chuyện rồi. Thôi bây giờ vậy, anh sẵn sàng làm luật sư riêng cho em. Ai mà ăn hiếp em á thì em cứ nói anh đi. Anh lắng nghe rồi anh tìm cách giải quyết cho em ha. Thật ra em cũng không muốn ai giải quyết chuyện của mình hết. Như vậy chẳng khác nào mình dựa vào tinh thần của người khác mà sống sao? À, ý anh không phải như vậy. Thật ra thì có những nỗi lo lắng buồn phiền, nếu như mình được một người khác chia sẻ, dù ít dù nhiều gì thì cũng vơi đi, đúng không? Nhưng mà có những chuyện xảy ra không phải mình nói ra là vơi hết nỗi buồn đâu anh. Mà khi nói ra, nó lại khủng khiếp hơn là mình để ở trong lòng nữa. Nếu như em không thể tâm sự với anh thì em có thể im lặng. Đôi khi là sự im lặng đó là cách tốt nhất trong những trường hợp không thể nói ra như em vừa nói gì đó. Anh có thể về nếu như mà thấy là em mang lại bực bội cho anh. Tại sao em nói vậy? Nếu như mà anh về á thì anh sẽ không đến tìm em đâu. Nếu như anh về, anh sẽ mất đi một cơ hội được làm bạn với em. Thật ra thì anh biết em đang bị khủng hoảng tinh thần một chuyện gì đó. Ba má em có gọi cho anh rồi. Nhưng mà anh tới đây á là bởi vì anh muốn tới gặp em, chứ không phải vì ba má em nhờ đâu. Em có thể cho anh làm bạn với em được không? Bắt đầu từ những tin nhắn nhỏ thôi. Anh sẽ không có nhắn dài đâu. Anh chỉ nhắn chúc em ngủ ngon, muốn em vui, nhắc em ăn cơm đúng giờ, nhớ đi ngủ sớm, vậy thôi. Em xin lỗi anh, vì có những lúc anh nhắn tin cho em mà em không trả lời. Em khách sáo quá rồi. Có gì phải xin lỗi anh đâu. Em có quyền im lặng. Chỉ cần em xem tin nhắn của anh là được rồi. Em hãy bỏ qua mọi vấn đề căng thẳng với em đi. Để em học tốt hơn, vì sắp tới em phải làm báo cáo đề án nữa rồi. Có lẽ em đang bị mất niềm tin. Em đang chơi vơi. Em đang đi tìm hạnh phúc của em. Nhưng mà hình như tất cả đã tan chảy rồi. Anh à, hạnh phúc có thật trong đời không anh? Bây giờ em giống như đang đi trên một con đường không có lối thoát vậy. Hạnh phúc là quả lắc. Nó nằm giữa nụ cười và nước mắt. Khi mà em bế tắc, em đừng tự đi tìm một lối thoát, mà em phải đi tìm một hướng đi. Nói thiệt ra thì anh cũng không phải tài thánh gì đâu. Anh cũng liên tục thất bại rồi bế tắc. Lúc đó anh đi tìm lối thoát, nhưng mà đi một vòng thì anh cũng trở lại con đường ngõ cụt đó thôi. Anh nghiệm ra rằng mình nên đi tìm một hướng đi khác. Cảm ơn anh ngày hôm nay và cả bó hoa nữa. Em sẽ cắm trong bình trên bàn học của mình. Chỉ cần em thấy vui là được rồi. À, mai mốt có chuyện gì cần chia sẻ, em cứ alo cho anh. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh rất muốn cho em thấy rằng niềm tin còn rất nhiều ở xung quanh mình, và con đường phía trước không hề khó khăn và u tối giống như là em nghĩ đâu. Chỉ là em vẫn chưa kịp nhận ra tình cảm của người ta dành cho em thôi.
Thôi, em phải vô nhà rồi. Anh về cẩn thận nha. Dạ, thưa ba, con mới về. Con. Má. Con. Hoa đẹp quá. Ai tặng con vậy? Dạ, anh Huấn tặng đó má. Ủa, Huấn tặng con hả? Ừ. Thôi, con đi vô phòng đi. Rồi thay đồ ra ăn cơm con. Dạ. Alo. Dạ. Anh hả? Dạ. Anh Trọng ơi, báo cho anh một tin rất là vui nghe. Thằng Quấn con nhà anh là nó mới tặng hoa cho con Thu nhà tôi đó. Vậy là mình vui quá ha anh. Hôm nào anh em mình phải làm một chầu để ăn mừng nghe anh. Dạ, dạ, dạ. Ông gọi điện báo cho anh Trọng đó hả? Báo cho anh Trọng cái tin vui thằng Quấn nó tặng hoa cho con Thu mình. Mà ông nè. Hả? Tôi thấy có cái chuyện này nó kỳ kỳ á. Kỳ gì? Hơi thắc mắc một chút. Tại vì á, tôi coi trong phim, trong sách báo á, thì tình yêu á là người ta thường tặng hoa hồng. Mà đằng này á, thằng Quấn tặng con Thu hoa cẩm chướng. Cẩm chướng có ý nghĩa gì? Bà hỏi tôi hỏi ai? Hồi đó giờ tôi có tặng hoa cho bà đâu mà tôi biết. Mà tôi thấy cái này nó cũng chướng thiệt à nghe. Chúc em hạnh phúc. Sao? Có lẽ mối nhân duyên mình và anh Sơn nên kết thúc. Mình đã cố gắng hết sức mà không thể có được niềm tin thì phải chấp nhận gói chặt kỷ niệm vào trong tim và để nỗi buồn trống vắng ra đi. Tình yêu đầu tiên của mình. Tôi ơi. Sơn hả? Có chuyện gì mà em gọi chị giờ này vậy? Em không sao hết. Em chỉ muốn hỏi là nhà mình vẫn bình thường hả chị? Chị có khỏe không? Má và hai đứa nhỏ vẫn tốt chứ? Vậy mà em làm chị giật mình. Chị tưởng là có chuyện gì xảy ra với em chứ. Ở nhà mình á, mọi người đều khỏe hết á. Em đừng có lo. Em lo thân của em, lo mà làm việc cho tốt đi. Cũng đừng có thức hôm thức khuya mà hại cho sức khỏe. Ủa Sơn, em có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì nói cho chị nghe đi. Em không sao. Tại vì em nhớ nhà, nhớ quê mình, nhớ chị quá. Nhà cửa bây giờ sao rồi chị? Má khỏe chưa? Chứng đau lưng của má sao rồi? Má vẫn còn đau. Hình như là cột sống của má có vấn đề. Có đi lên quyền khám, người ta nói là bị gai cột sống. Uống thuốc tập thể dục một thời gian, không khỏe là phải mổ đó. Má nghe vậy á, sợ quá không có dám đánh bài. Hôm nay dậy sớm á, tập thể dục. Thấy cũng tội lắm. Anh hai cọ có Thơm ở nhà coi chừng và dạy cho ảnh nhiều thứ lắm. Ảnh cũng không có còn đi phá làng phá sớm nữa. Dạ. Chị ơi, hai cháu có ngoan không chị? Ngoan. Con vừa dạy con bữa học thấy thương lắm. Mà dạo này á, tụi nó nghe lời con Thơm không hà? Chắc là Thơm á, hay nói chè cho tụi nó ăn. Sơn à, em mà nghe chuyện về cuộc đời của Thơm á, em thấy tội lắm. Thương lắm. Mình nghèo, mình khổ. Mà cuộc đời của Thơm á, còn khổ và nhục hơn chị em mình nhiều lắm. Chị thấy á, mình còn sung sướng hơn người ta. Em thấy ở trên Sài Gòn á, có cái gì á, mà hay hay lạ lạ.
em mua về gửi cho chị để chị cho nó nghe. Chứ nhiều lần chị đưa tiền nó không chịu lấy. Tội nó lắm, cứ cặm cụi làm việc nhà suốt à. Nó phụ chị bán, không có nghỉ ngơi chút nào hết á. Làm như ông trời đưa nó vô nhà mình để giúp chị trong lúc má bị bệnh vậy đó. Vậy là ông trời thương chị em mình đó em. Dạ. Em ở trên Sài Gòn sao rồi? Công việc của em sao? Em vẫn bình thường. Chị đừng có lo lắng quá, em không sao đâu. Vậy thôi nghe em. Dạ, chào chị. Tại sao Sơn lại gọi cho mình vào giữa khuya như vậy? Có chuyện gì sao? Tại sao? Tại sao mày muốn rút lui? Hay là mày cho là bẫy đá này chưa trả công mày xứng đáng? Không phải. Vậy với tại sao? Nói. Sau đêm mưa, tôi thấy dạo này tay của mình bị run. Tôi bị cảm cúm. Tôi cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt, cho nên cần nghỉ ngơi một thời gian thôi. Anh Bảy đừng... Nếu như mà mày không khỏe, tao sẽ kêu bác sĩ quen đến khám bệnh kiểm tra tổng quát cho mày. Không cần vậy đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi. Chỉ là chứng bệnh cảm cúm quái đản thôi, không có gì nghiêm trọng hết. Tôi thật sự hy vọng anh Bảy không phiền vì điều này. Thôi được rồi, chỉ sợ mày không có hài lòng cái chuyện gì. Tao sẽ đứng ra phân xử phải trái cho. Còn sức khỏe thì sức khỏe là trên hết, mình còn làm ăn lâu dài mà. Nói chung thời gian qua mày cũng giúp cho anh kiếm được khá nhiều tiền. Nè, cầm đi, thưởng thêm cho mày 50 chai. Cứ ăn uống tẩm bổ nghỉ ngơi. Ừ. Cảm ơn anh Bảy. Ừ. Tôi đi. Nè, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ừ. Tôi biết rồi. Ra đây. Thằng này có ý gì không đại ca? Chắc nó làm cao á, đại ca còn cho tiền nó nữa. Đồ ngu. Nó đã ăn cướp, đem về cho mình gấp trăm lần như vậy, mày làm cái gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nhóm. Tao không cần biết nó có bệnh hay không. Ok, hai thằng bay làm cho tao phi vụ sắp tới đi. Chuyện này tiến hành nhanh à nha. Ý của đại ca là sao? Đại ca cứ nói. Bây giờ tao sẽ mượn tay thằng Sơn để giết thằng Tài Miếu Nổi. Bấy lâu nay tao không muốn là bởi vì tao chưa nghĩ ra được cách êm xuôi. Bây giờ tao đã có con chốt thí rồi. Thành công hay không chỉ cần trả bằng mạng của thằng Sơn thôi. Chả ảnh hưởng gì tới tao hết. Nó là một thằng gan lì. Tao tin chắc chắn một điều, nó sẽ xử thằng Tài Miếu Nổi. Nhưng trước hết phải khuấy vào cái ổ kiến lửa đó đã. Con Lam đã đến lúc làm mồi nhử rồi. Từ từ đi, sẽ có phim cho tụi bay coi. Ê mày, mới làm gì hả? Mệt không bạn? Chào anh. Cô làm gì trong nhà tôi vậy? Tôi là Lam, bạn của anh Vũ. Bữa trước tôi có ghé nhà anh, nhưng mà anh sai quá,
anh còn đuổi tôi về nữa. Anh nhớ không? Vô nhà đi, tao có chuyện muốn nói với mày. Alo, ai vậy? Tôi muốn gặp anh Tài, giám đốc công ty. Tôi là Tài đây, có gì không? Tôi biết con Lam đang ở đâu. Mày là ai? Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết đàn em của ông đang cho người đi kiếm con Lam thì tôi báo vậy thôi, chứ ông không cần thì thôi. Khoan khoan khoan, mày thấy nó ở đâu? Huyện Nhà Bè, khu nhà trọ bên sông. Nó đang ở với một thằng tên Vũ và một thằng tên Sơn. Mày muốn gì khi báo tin này cho tao? Tôi không cần gì hết, tôi chỉ muốn giúp ông thôi. Ông không tin thì thôi. Con nhỏ đó không đáng ra gì. Tao bây giờ cũng đã chán chê rồi, nhưng mà nó dám phản tao. Mẹ nó, con khốn này. Vậy bây giờ đại ca muốn em xử nó như thế nào? Bằng mọi giá mày lôi nó về cho tao, không được làm cho nó bị thương. Còn đứa nào mà ngăn cản mày, mày chém chết mẹ nó cho tao. Sơn, hôm nay tao mời mày ly này để mừng Lam nhập nhóm. Lam rất là đáng thương. Lam từng trong nhóm của bọn Tài Miếu Nổi, bởi vì bức ép quá cho nên là phải bỏ trốn. Tao biết mày thấy hoạn nạn sẽ không bao giờ làm ngơ mà, đúng không? Mày nghĩ tao với mày dễ dàng cho quấy vào nhóm à? Anh Bảy biết chuyện này chưa? Tao nghĩ tao chủ khách sạn Lạnh Lũ đã báo cho anh Bảy. Mà cũng có gì quan trọng đâu, bạn gái của tao, tao có quyền. Tao với mày không an toàn, còn cô ở đâu thì nên quay lại đó đi, đừng gây phiền phức cho chúng tôi. Cô không hiểu hết hoàn cảnh của chúng tôi đâu. Anh Vũ nói anh cũng là dân giang hồ ăn cắp giặt thôi, có gì đâu mà ghê vậy. Tôi từng trong băng đảng của Tài Miếu Nổi, biết bao nhiêu chuyện động trời, đừng có nói là ăn cắp giặt. Ăn cắp giặt à? Vũ, mày không sợ chết à? Sao đưa cô Lam về đây? Mày cũng biết mà, trong giang hồ như tao với mày, một đứa này đâu có trở lại. Nếu Lam quay trở lại với nhóm của Tài Miếu Nổi, chẳng khác nào là nộp mạng cho nó. Thằng Tài nó dữ lắm, cho dù có xử phạt kiểu nào, chưa chắc gì thằng đó nó chịu tha cho Lam. Mày nghe lời tao lần này đi, giúp Lam đi, cho Lam vô nhóm mình đi. Lam sẽ không làm ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của mình đâu, tao hứa. Ở lại hay là theo tao với mày? Từ trước tới giờ tao không muốn con gái dấn thân vào giang hồ. Vũ à, bỏ được thì bỏ đi. Mày nói vậy là sao? Mày không muốn giúp tao đúng không? Mày làm trò gì vậy hả? Đây khoảng chục triệu, cô giữ lấy mà tìm một công việc đàng hoàng mà làm đi. Công việc của tôi với thằng Vũ rất là nguy hiểm, cô không nên ở bên cạnh chúng tôi. Trong giang hồ không nói trước được điều gì hết, nếu cô theo tụi này cô không biết được ngày mai ra sao đâu. Làm không cần tiền mà là cần một chỗ dựa, nếu bây giờ mày làm bước ra đường thì sẽ bị tụi nó chém chết, mày hiểu không? Cuộc sống của tao với mày còn chưa bảo vệ được, lấy gì bảo vệ cho người khác? Tụi mình không có ngày mai, tất cả đã hết rồi, đã chấm dứt rồi. Kể từ ngày mày đẩy tao vào con đường ngập không lối thoát rồi đó Vũ à, nếu mày thương Lâm thì mày phải nghĩ cho cô ấy chứ.
Đừng để cô ấy ở bên cạnh mày. Cả đời mày chạy trốn con ngán sau mà còn kéo cô ấy ra ngoài nữa. Mày làm gì mày tự biết mà Vũ. Sơn à, tao cần mày. Vì mày có thể che chở cho Lam. Một mình tao thì tao không thể. Mày là bạn tao, mày giúp Lam cũng là giúp cho tao. Nếu mày không giúp thì còn gì là nghĩa khí nữa. Còn khác nào thấy chết mà không cứu. Tao cũng từng thấy chết mà có cứu được đâu. Giang hồ như mấy anh đó, đâu phải là tôi chưa từng gặp. Khi bước vào giang hồ là chấp nhận kết cục xấu. Chết hay sống là do bản lĩnh của mình. Hồn ai nấy giữ. Tôi chỉ muốn theo các anh thôi, chứ không cần các anh bảo vệ lại cho tôi. Coi như lần này tao xin mày đi Sơn à. Lam hết con đường đi rồi. Nếu như bây giờ Lam bước ra ngoài, không có ai bảo vệ thì Lam sẽ bị chém chết. Nếu như Lam chết, mày, chính mày cũng là người gián tiếp giết Lam đó. Giúp hay không thì tùy mày. Đi em. Xin lỗi tổng đài, cho tôi hỏi là cái số điện thoại mà vừa gọi vào số máy của tôi là ở đâu vậy? Có thể cho tôi biết địa chỉ được không? Số điện thoại là số mấy vậy? Chuyện gì vậy anh? Biết nữa. Chạy đi. Mày. Đi. Em lên đây. Gì vậy? Đội sư cứu tao. Đừng truy sát tao. Tôi đang ăn bộ dùm nước trước phòng trọ nè. Đừng cứu tao lẹ lên Sơn ơi. Alo, alo. Nè Lam, em có sao không? Em chạy đi. Chạy anh, em có chạy đi. Lại. Em ơi. Lại. Hãy cái dặn đừng để nó bị thương. Lẹ đi. Máu nhà vô làm chết mẹ đó. Mày đứng lại. Tụi mày tụi băng nhóm đâu? Lam, Lam, mày dừng lại, mày giết người đó. Chết mày, của tao nó bị thương rồi, cứu mẹ đi. Lam à, xuống đi. Lam, em có sao không Lam? Lam, em tự nhiên đi Lam. Lam ơi, em có sao không? Em có sao không? Giờ sao? Giờ giờ chạy nhanh lên. Mày còn dám giác xác về nữa hả? Còn mày, sao không vô bệnh viện mà mang xác nó về cho tao hả? Dạ, làm sao dám vô bệnh viện được anh? Có chuyện gì công an hỏi vào cuộc. Anh không yên được đâu. Anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh hả?
Mẹ nó, bắt được trong tay rồi còn chuột nữa. Thằng Sơn nó rất giỏi võ, và nó ra tay hiểm độc. Tụi em có mấy thằng gãy tay gì nó rồi. Nếu như con Lam không đỡ giùm nó thì thằng Sơn nó bị tụi em hạ rồi. Bây giờ tao chỉ muốn lôi con Lam, thằng Vũ, thằng Sơn về đây lột da nó. Tụi mày nghe rõ chưa? Em đang đi điều tra hai thằng đó, coi nó ở băng đảng nào. Tao không còn biết băng đảng nào hết. Tụi mày truy sát nó cho tao. Anh đừng có nóng anh. Để em điều tra coi nó ở băng đảng nào rồi mình mới tính. Anh có nhớ cuộc điện thoại bí ẩn không? Nó là kẻ giấu mặt. Biết đâu có người muốn chơi qua vụ này. Chơi tao hả? Ai dám chơi tao? Con Lam là con đàn bà của tao. Thằng nào đang ở với nó là tao đập chết mẹ nó luôn. Bây giờ hai thằng mày phải cẩn thận, coi chừng tụi thằng tài miếu nổi nó điều tra ra được thằng Sơn thằng Vũ là nhóm của tao, biết chưa? Dạ. Nếu tụi nó vô bệnh viện truy sát thì sao anh? Tao nghĩ là không đâu, vì chắc chắn một điều tụi nó chưa biết thằng Vũ và thằng Sơn là ai hết. Anh Bảy yên tâm đi, em sẽ cho mấy thằng đứng canh ở bệnh viện. Em chắc chắn với anh là vụ này công an chưa hay. Quan trọng là thằng Tài và thằng Sơn sống chết với nhau. Đó là điều mà tao muốn. Em chắc thằng Tài sẽ không bỏ qua đâu. Mày và mày phải cẩn thận đó, đừng để cho tụi nó biết là tao ra tay, biết chưa? Dạ. Dạ. Biến. Sao rồi bác sĩ? Chúng tôi đã xét nghiệm và chụp hình cho cô ấy. Kết quả chụp rất may là không có máu bầm trong phổi. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là sẽ mau chóng bình phục. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ, không có gì. Tao nợ Lam một mạng. Nếu không có Lam thì người nằm ở đây là tao rồi. Tao không ngờ tụi nó truy sát Lam như vậy. Tao sẽ để Lam đi với tụi mình. Không thể để Lam ngày đêm trốn tụi nó được. Tụi nó không tha cho cô ấy đâu. Mày đã nói đúng. Lam là người của mình. Mày ra gây danh bẫy đá thì mới thoát khỏi sự truy đuổi của tụi nó. Cảm ơn mày nha sư. Lam mà tỉnh dậy biết tin này chắc là Lam vui lắm. Lam chỉ còn một con đường sống là đi với tao thôi. Tao hứa sẽ bảo vệ Lam. Ừ. Từ đây về sau chuyện của Lam cũng là chuyện của tao. Tất cả mọi chuyện cũng tại tao. Tao quá chủ quan với tụi thằng Tài Miếu Nổi. Tài Miếu Nổi? Nói lại. Tao cũng không có biết nữa. Tự nhiên tụi nó xuất hiện chặn đường và truy sát tụi tao. Vậy là mày bị tụi nó theo dõi rồi. Tao nghĩ là không đâu. Nếu như tụi nó theo dõi tao với Lam á thì đã chặn bắt Lam ở đường gần khách sạn hoặc là công viên rồi. Đâu cần phải lôi mày vô cuộc trả thù này. Mày nó, thằng Tài Miếu Nổi là thằng nào ta? Bây giờ trước mắt mày nên gặp anh Bảy, xin chuyển Lam đi chỗ khác để dưỡng thương. Cái bọn Tài Miếu Nổi có thể xông vào để cướp Lam của mày nữa. Tao không đi đâu. Mày đi đi. Tao ở đây đi bảo vệ Lam. Mày nhắm đánh lại tụi nó không? Hay là chỉ già nhát dao là bỏ chạy rồi? Với lại hồi sáng tao có nói với anh Bảy là tao bệnh, tao cần thời gian nghỉ ngơi. Tao sẽ đi về quê hay là rời khỏi cái thành phố này. Cái gì? Mày khùng hả? Còn tao thì sao? Thì tùy mày quyết định thôi. Theo tao hay là theo anh Bảy? Tao đã quá mệt mỏi khi nhìn thấy máu đổ lắm rồi.
Mày sợ có đúng không? Mày sợ tao liên lụy mày hả? Bạn bè gì mày? Những lúc tao cần mày nhất mày lại bỏ tao. Tao không muốn nhìn thấy những người vô tội chết trước mặt của mình nữa. Đời của tao có gì đâu nữa mà phải sợ. Tao chỉ sống để lo cho gia đình tao được ngày nào hay ngày đó. Còn mày á, nên đi tìm chỗ mới đi. Đã đụng độ thì không còn đơn giản nữa đâu. Công an không tìm ra tao với mày là nhờ người ta bao che. Nhưng trong giang hồ không có ai bao che cho mày cả đời đâu. Một khi mày hết giá trị lợi dụng, và cả tao cũng vậy nè, đến lúc tao cũng phải đi, để tránh cho tụi nó đến tìm trả thù. Tao nghĩ tụi mình phải kêu anh Bảy ra mặt bảo vệ cho mình. Thì tao đã kêu mày đi gặp anh Bảy đó, để coi anh giúp được hay không. Không được, tao không thể nào đứng ra dàn xếp vụ này. Chuyện mày và thằng Sơn làm, hai thằng bay chịu. Ai biểu tụi bay dính tới con lam của thằng Tài Miếu Nổi làm gì? Nhưng mà không lẽ mình thấy chết mà không cứu? Hoàn cảnh của Lam rất là đáng thương. Tôi và thằng Sơn đã đi cướp về cho anh biết bao nhiêu là tiền. Bây giờ không lẽ giúp tôi một chuyện anh cũng không làm được sao anh Bảy? Hiện tại bây giờ thằng Sơn nó không muốn làm nữa. Còn mày, trả lời đi, mày theo thằng Sơn hay là mày theo tao? Anh nghĩ thử coi, tôi đã giết người cướp của cho anh, tất nhiên tôi phải sống chết theo anh rồi. Anh cũng phải bảo vệ cho đàn em chứ, đúng không? Còn về chuyện thằng Sơn, tôi cũng thấy dạo này không ổn lắm. Nó tính là giải nghệ hay là nó muốn đi đâu á là chuyện của nó. Dạo này tinh thần của nó rất là sa sút, bây giờ có làm gì với nó cũng không yên tâm đâu. Tao thấy mắc cười quá. Tụi bay cùng quê, cùng nhóm với nhau. Một thằng thì muốn làm, một thằng thì không muốn làm. Làm sao? Đúng là trước giờ tôi với thằng Sơn là anh em. Nhưng bây giờ anh thử nghĩ coi, bây giờ tối ngày nó cứ lo lắng, mặt mày cứ như là bị ma ám vậy. Tôi rủ nó đi ăn trộm thì nó cứ tìm cách nó từ chối. Tánh tôi thì khác tính nó, làm là phải dứt điểm, chứ ngồi đó mà suy nghĩ là không ra tiền được. Mày tính làm gì? Ăn trộm thì mày không biết bẻ khóa, mày không có cái này để lên kế hoạch như thằng Sơn. Làm gì? Mày nói tao nghe coi. Ăn trộm bẻ khóa thì tôi không làm được, nhưng tôi đi ăn cướp được. Cướp? Ừ, cướp của bọn đại gia. Bọn chúng nhiều tiền, tôi đã vô tình đụng độ với tụi nó một lần. Tụi nó dâng tiền cho tôi đã lắm. Bây giờ tôi đền cho anh 2 triệu nè. Ê, đứng dậy mày. Thôi anh, bị chọc tao hả? Ý là tôi chỉ làm một mình thôi đó. Nếu như có thêm đồng bọn giúp dàn cảnh thì chắc chắn tôi sẽ làm gọn gàng sạch sẽ để mang thật nhiều tiền cho anh. Nhưng chắc chắn một điều, tụi bay sẽ dễ bị phát hiện. Còn tiền đó hả? Lắc nhắc. Thì mình phải lựa chọn con mồi. Mình phải canh me những cái đứa con nhà giàu có nhiều tiền, nhất là tụi con gái. Tụi nó đi một mình, mình canh ngay đoạn đường vắng, mình cướp. Tôi đảm bảo với anh là không ít tiền đâu. Nhưng mà tôi cần phải có người hỗ trợ, chứ một mình tôi làm không được đâu. Được, tao sẽ cho tụi đàn em giúp mày. Anh đừng nói với tôi là thằng Hổ và thằng Lửa nha. Bây giờ tao chỉ tin hai thằng nó, mày hiểu chưa? Tôi nói rồi, tôi không làm ăn được với hai thằng đó đâu, chắc chắn là không làm được. Ừ, còn thằng Lũ thì sao? A Lũ hả? Tôi tưởng A Lũ chỉ là chủ khách sạn, liên quan gì tới chuyện cướp giật giang hồ? Nó chính là em kết nghĩa của tao, cho nên tụi bay mới được an toàn che giấu bấy lâu nay. A Lũ trước đây chuyên cướp ở ngoài đường, nó cũng có đám đàn em rất là chuyên nghiệp. Làm gì bây giờ cũng phải chuyên nghiệp, chứ không phải đụng đâu làm đó. Cướp thì ra cướp, trộm thì phải ra trộm. Làm ăn buôn lậu hay cho vay nặng lãi là chuyện khác. Ok, A Lũ thì A Lũ. Bây giờ tụi thằng Tài Miếu Nổi nó không dám làm gì tụi bay đâu. Nó phải biết
mày và thằng Sơn thuộc nhóm nào rồi nó mới dám ra tay. Tụi bay yên tâm đi, khi mà tụi nó biết được mày và thằng Sơn là em út của tao, nó tới xử tao chứ không phải xử tụi bay đâu. Thằng Sơn nó đã muốn rút thì cho nó chết, còn thằng này để coi nó bản lĩnh tới đâu. Thật ra tao đã giải nghệ rồi. Dương Anh Bảy á, là người ân của tao, tao phải giúp mày lấy mày có số má trên giang hồ. Ê, nhưng mà mày lên nhớ, trên giang hồ không có bạn bè vĩnh viễn. Thằng nào mạnh thì sống, thằng nào yếu thì chết. Mày phải chứng tỏ tài năng và sức mạnh của mày. Mày phải chứng tỏ mày có máu lạnh, nhưng mà mày phải lạnh hơn tụi nó. Mày nên nhớ, những lần Lý Ân Hàng toàn là bản lĩnh của thằng Sơn, còn mày, mày chỉ là cái bóng của thằng Sơn thôi. Ai vô cho mày? Mày nghĩ thử coi, mày chưa thể nào thực hiện những ví dụ lớn như thằng Sơn làm. Thứ nhất là mày chưa có tài bẻ khóa và không có cái lòng kế hoạch như nó, cho nên mày phải khác nó. Mày phải chứng tỏ cho giang hồ thấy một thằng vũ khác cũng giỏi và mau lạnh. Hai lứa tụi mày không thể là một nữa. Thôi, mày suy nghĩ cho kỹ đi. Cơ hội chỉ đến có một lần thôi. Đây là địa chỉ của nhà tao ở Thủ Đức, rất là kín đáo an toàn. Mày cứ đem con Lam tới đó nghỉ ngơi dưỡng thương liền.